Xin chào các bạn, chuyên mục câu chuyện vĩ nhân lại đến với các bạn đây. Có rất nhiều câu chuyện hay và bổ ích đã được kể, các bạn có thể tìm lại để nghe nhé. Những câu chuyện ấy được trích trong bộ truyện tranh Chiêu Hạc cùng Vĩ Nhân. Mọi người đã gửi phản hồi rất tốt về những câu chuyện này. Vậy chúng ta cùng theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay là gì nhé. Những bộ áo sari. Cho đi là mình chia sẻ cả những cái mình quý trọng, chứ không phải để làm nhẹ bớt đi những cái dư thừa. Đó là một trong những điều mà mẹ Teresa không ngừng nhắc đi nhắc lại với các cộng tác viên của mẹ. Một lần, có một người đàn bà giàu có đến thăm mẹ. Bà ta nói với mẹ: "Thưa mẹ, con ước ao được chia sẻ với mẹ và cộng tác với mẹ trong các hoạt động từ thiện." Mẹ đáp lại một cách vui vẻ: "Tốt lắm." Rồi bà ta thú thật với mẹ Teresa là bà ta có một tính xấu rất khó bỏ, đó là tính khoe khoang, ưa làm dáng. Bà thích mặc những chiếc áo sari, những bộ đồ Ấn Độ lộng lẫy và đắt tiền. Hôm ấy, bà mặc bộ áo sari trị giá 65 đô la, trong khi chiếc áo sari của mẹ Teresa đang mặc chỉ đáng giá 65 xu, chưa đầy 1 đô la. Tức thì, mẹ Teresa bỗng nảy ra một tư tưởng hay. Mẹ khiêm tốn đề nghị: "Từ nay trở đi, thay vì mua sắm những bộ áo sari trị giá 65 hoặc 100 đô la, thì bà chỉ nên mua những bộ rẻ tiền hơn, chừng 45 hoặc 50 đô la thôi. Số tiền còn lại, bà hãy mua những bộ áo sari đơn sơ khác dành cho người nghèo." Bà ấy vui vẻ hưởng ứng lời đề nghị của mẹ. Rồi dần dần bà đã biết dùng những bộ áo sari rẻ tiền hơn. Sau này, chính bà ấy đã thú nhận với mẹ Teresa rằng: "Thưa mẹ, từ ngày con bắt đầu từ bỏ những vẻ hào nhoáng vô ích bên ngoài đó, tâm hồn con cảm thấy được tự do hơn, nhẹ nhàng hơn. Con đã hiểu rõ hơn thế nào là cho đi, thế nào là chia sẻ. Khi chia sẻ như thế, con phải nhận ra rằng chính con đã nhận được nhiều hơn những gì con đã cho đi với những anh chị em nghèo khó." Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được bài học rằng cho đi và sẻ chia sẽ mang đến nhiều bình an và hạnh phúc. Vì khi cho đi, nghĩa là đã khởi lên tâm thương yêu, và khi đó bạn đã dần bỏ đi sự lệ thuộc của bản thân vào vật chất, từ đó sẽ có được sự tự do, bình an thật sự. Nhìn sâu vào nhân quả của câu chuyện, chúng ta thấy được gì nào? Cho đi vật chất, cuộc sống sung túc, bình an, no ấm. Cho đi tình thương, nhiều người yêu mến, cuộc sống bình an, hạnh phúc, sống lâu. Chúng ta cùng ôn lại câu chuyện qua các câu hỏi tư duy sau đây nhé. 1. Bạn hiểu gì về câu nói cho đi là mình chia sẻ cả những cái mình quý trọng, chứ không phải để làm nhẹ bớt đi những cái dư thừa? 2. Vì sao người phụ nữ từ khi cho đi lại cảm thấy nhận được nhiều hơn? 3. Theo bạn, cho đi vật chất với tình thương thì cái nào khó thực hiện hơn? 4. Các bạn thấy câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân nhận được điều gì bổ ích từ những câu chuyện này thì hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nha. Nào, hãy cùng chúng mình lan tỏa bộ truyện tranh Chiêu Hạc cùng Vĩ Nhân để nhiều trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đều có sách hay và bổ ích để đọc các bạn nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.